Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 7 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM ông Nguyễn Thành Phong cho biết, để phòng chống dịch COVID-19, từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, TP.HCM phong tỏa toàn thành phố theo chỉ thị 16 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Chỉ thị 16 về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 được Thủ tướng ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2020. Chỉ thị này yêu cầu các địa phương thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Do đó, người dân TP.HCM cần nắm rõ 6 điểm sau đây để chấp hành chỉ thị 16. Không tập trung quá 2 người, giãn cách 2 mét. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, chỉ thị 16 yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, dược phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Cơ sở được hoạt động cần đảm bảo điều kiện gì? Các cơ sở được tiếp tục hoạt động gồm nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu, cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch. Các biện pháp chống dịch gồm thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế, yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp, tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động, tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động nếu có đến nơi làm việc, bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. Đồng thời, trường hợp không đảm bảo yêu cầu nêu trên thì phải dừng hoạt động. Cơ quan y tế địa phương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phòng chống dịch tại các cơ sở nêu trên. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố quyết định và công bố công khai loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình phải tạm đình chỉ hoạt động. Ai được làm việc tại công sở? Đối với các cơ quan, đơn vị nhà nước, chỉ thị 16 yêu cầu bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Đồng thời, các cơ quan cần tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở. Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng và xe công nghệ. Về hoạt động giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân TP.HCM giao Sở Giao thông Vận tải chuẩn bị tổ chức triển khai hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy trên địa bàn TP.HCM như sau. Tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô, trừ trường hợp vận chuyển cán bộ, nhà quản lý, chuyên gia, công nhân và một số phương tiện taxi chở người dân đi đến bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cấp thiết. Tạm ngừng hoạt động xe hai bánh vận chuyển hành khách có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe hai bánh truyền thống, xe ôm vận chuyển hành khách. Mỗi bệnh nhân chỉ một người chăm sóc. Theo chỉ thị 16, bệnh viện phải thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo. Khi kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc. Chỉ thị 16 còn yêu cầu dừng việc thăm bệnh tại các cơ sở y tế. Đồng thời, các cơ sở y tế cần có quy định chặt chẽ về việc tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện. Mua sắm hàng hóa thiết yếu ra sao? Trước lo lắng của người dân về việc liệu thành phố có cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu khi các chợ đầu mối đều đã đóng cửa, TP.HCM khẳng định với năng lực dự trữ và cung ứng của các hệ thống phân phối và các doanh nghiệp bình ổn thị trường,
thành phố đủ lượng hàng hóa cung ứng và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố các điểm bán các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay của hệ thống phân phối theo từng quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.